Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một tính năng rất đặc biệt của HTC One X. Đó là tính năng mở khóa màn hình bằng nhận diện khuôn mặt. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt. Các bạn vào Setting Security Screen Lock Face in Lock. Sau đó máy sẽ hướng dẫn các bạn các bước để cài đặt. Các bạn chọn Continue. Sau đó các bạn cho máy nhận diện khuôn mặt của mình. Các bạn chờ cho cái vòng xoay này xoay đúng một vòng. Continue. Các bạn chọn Pattern. Bước này để backup phòng trường hợp khi mà các bạn ở trong một phòng tối, camera không nhận diện được khuôn mặt của bạn thì các bạn dùng bước này để mở khóa màn hình. Confirm lại. Ok. Như các bạn thấy thì máy chưa được mở. Đây là bước mở màn hình bằng mã để tôi cho máy nhận diện khuôn mặt của mình. Các bạn thấy đấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.